Một chiếc máy bay Su-34 của lực lượng không quân vũ trụ Nga đang thực hiện chuyến bay trên bầu trời thành phố Belgorod thì đã để xảy ra một sự cố. Hãng thông tấn TASS của Nga dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga xác nhận một chiếc tiêm kích Su-34 của lực lượng không quân vũ trụ nước này đã bất ngờ phóng ra một thiết bị hàng không khi đang thực hiện chuyến bay trên bầu trời thành phố Belgorod, phía tây nam nước Nga trong ngày 20 tháng 4, thông báo của Bộ Quốc phòng Nga có đoạn. Vào khoảng 22 giờ 15 theo giờ Moscow ngày 20 tháng 4, khi một chiếc máy bay Su-34 của lực lượng không quân vũ trụ Nga đang thực hiện chuyến bay trên bầu trời thành phố Belgorod, thì vụ phóng khẩn cấp một thiết bị hàng không đã xảy ra. Bộ Quốc phòng Nga đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc. Trong khi đó, thống đốc vùng Belgorod cho hay vụ nổ xảy ra ở thành phố Belgorod vào đêm 20 tháng 4 đã làm vỡ cửa kính, phá hủy một số xe hơi, gây hư hại 4 căn hộ và một tòa chung cư, cũng như để lại một miệng hố có đường kính khoảng 20 mét. Theo ông, 2 người phụ nữ đã bị thương trong vụ việc. Một trung tâm ứng phó với tình trạng khủng hoảng đã được thiết lập để thu thập mọi thông tin liên quan đến vụ việc. Các nhân viên điều tra và đội ngũ cứu hộ từ Bộ Tình trạng Khẩn cấp của Nga đang triển khai hoạt động tại hiện trường. Thưa quý vị và các bạn, mới đây Bộ Quốc phòng Nga thông báo hoàn thành kiểm tra đột xuất hạm đội Thái Bình Dương. Việc kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của hạm đội cho thấy quân đội sẵn sàng đẩy lùi cuộc tấn công của đối phương từ các hướng đại dương và biển. Theo Bộ Quốc phòng Nga, chỉ huy và nhân viên của hạm đội trong thời gian ngắn đã tiến hành chuẩn bị lực lượng cho các hoạt động chiến đấu, triển khai tác chiến và thực hiện một loạt các nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu ở các vùng biển gần và xa. Trong quá trình kiểm tra, các cuộc tập huấn đã được tổ chức, trong đó hạm đội đẩy lùi các cuộc không kích, tên lửa lớn, được huấn luyện để phát hiện và tiêu diệt tàu ngầm, ngư lôi, bắn pháo và phóng tên lửa được thực hiện vào các mục tiêu giả định, tàu địch và các mục tiêu mặt đất. Lực lượng phòng không và hàng không cũng tham gia cuộc tập trận. Tổng cộng hơn 25.000 quân nhân, khoảng 90 máy bay và trực thăng, bao gồm máy bay mang tên lửa chiến lược TU-95MS và máy bay ném bom tầm xa TU-22M3. Gần 170 tàu bao gồm 12 tàu ngầm đã tham gia kiểm tra. Tổng tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Nikolai Evmenov cho biết, việc huấn luyện lực lượng ven biển và lính thủy đánh bộ có tính đến kinh nghiệm chiến đấu thu được trong chiến dịch quân sự. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã tuyên bố bắt đầu kiểm tra vào ngày 14 tháng 4. Hạm đội đã được báo động toàn lực lượng và sẵn sàng chiến đấu ở mức độ cao nhất. 3 ngày sau, Bộ trưởng Shoigu đã báo cáo về tiến độ của cuộc kiểm tra với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông đánh giá giai đoạn đầu tiên đã vượt qua ở mức rất cao, kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu. Trong khi đó, theo ông Dmitry Peskov, thư ký báo chí của Tổng thống Nga, việc kiểm tra đột xuất hạm đội Thái Bình Dương là nhằm duy trì mức độ sẵn sàng chiến đấu cần thiết của các lực lượng vũ trang. Sự kiện này không liên quan đến các tuyên bố về việc mở rộng NATO về phía đông. Theo giới quan sát, việc kiểm tra này có thể liên quan đến tình hình gần đây khi căng thẳng quân sự đã gia tăng đáng kể ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Mỹ, Vương quốc Anh và Australia đã thành lập một khối quân sự mới. Nó đã được gọi là NATO châu Á. Hàn Quốc và Nhật Bản dự kiến cũng sẽ tham gia. Hải quân Mỹ và Hàn Quốc liên tục tiến hành các cuộc tập trận lớn. Thỉnh thoảng vang lên những lời hứa của Tokyo về việc lấy lại quần đảo Kuril. Căng thẳng cũng gia tăng xung quanh đảo Đài Loan. Washington đã cung cấp vũ khí cho họ, bất chấp sự phản đối của Trung Quốc. Ngoài ra, gần đây, Triều Tiên liên tục phóng tên lửa mới. Chính phủ Romania vừa thông qua biện pháp hỗ trợ khẩn cấp của EU cho nông dân trồng ngũ cốc của Romania bị ảnh hưởng bởi việc tăng nhập khẩu ngũ cốc từ Ukraine. Tính đến ngày 20 tháng 4 sẽ giải ngân khoản viện trợ đầu tiên là 20 triệu euro. Ngày 20 tháng 4, chính phủ Romania đã phê duyệt khoản hỗ trợ khẩn cấp 10 triệu euro của EU cho nông dân trồng ngũ cốc khó tiêu thụ được sản phẩm do việc tăng nhập khẩu ngũ cốc từ Ukraine. Trước đó cùng ngày, các quan chức của Ủy ban châu Âu cho biết, Ủy ban đề xuất cấp thêm 100 triệu euro viện trợ cho nông dân bị ảnh hưởng bởi việc nhập khẩu nông sản thực phẩm từ Ukraine để đáp lại lời kêu gọi can thiệp của 5 quốc gia thành viên EU từ Trung và Đông Âu gồm Bulgaria, Romania, Ba Lan, Hungary và Slovakia. Tổng số tiền 20 triệu euro sẽ được giải ngân cho nông dân Romania để bù đắp chi phí phát sinh từ việc lưu trữ sản lượng lúa mì của họ từ vụ thu hoạch năm 2022 trong các cơ sở lưu trữ của chính Romania hoặc của bên thứ ba. Các khoản tài trợ sẽ được phân phối trên toàn quốc cho đến ngày 30 tháng 9. Trong một thông cáo báo chí riêng, Bộ Nông nghiệp Romania cho biết số tiền được trao cho mỗi người thụ hưởng được xác định bằng lượng lúa mì được thu hoạch vào năm 2022 và được lưu trữ vào ngày 1 tháng 2 năm 2023. theo biện pháp hỗ trợ khẩn cấp của EU được thông qua hồi đầu tháng này, Bulgaria và Ba Lan cũng là những đối tượng được hưởng khoản trợ cấp lần lượt lên tới 16,75 triệu euro và 29,5 triệu euro. Mỗi quốc gia có thể cấp viện trợ quốc gia bổ sung để hỗ trợ các biện pháp của chương trình lên tới tối đa 100% số tiền tương ứng. Các binh sĩ Ukraine cho biết Ukraine đang thiếu trầm trọng nhân lực và đạn pháo để chuẩn bị cho cuộc phản công sắp tới trong bối cảnh cuộc giao tranh đã kéo dài 14 tháng. Cuộc xung đột Nga-Ukraine đã bước sang năm thứ hai với những trận chiến kéo dài nhiều tháng ròng ở các thành phố miền đông là Bakhmut và Avdiivka. Quân đội Ukraine đang bị hao mòn cả về binh lực lẫn vật lực. Họ đã mất đi nhiều đơn vị chiến đấu hiệu quả nhất với những binh sĩ giàu kinh nghiệm, đồng thời tiêu hao một lượng lớn vũ khí và pháo binh. Một binh sĩ thuộc Lữ đoàn Phòng thủ lãnh thổ Kiev nói rằng đơn vị của anh có 21 người, nhưng chỉ còn anh và 2 người tới nay còn sống và may mắn chưa bị thương sau các cuộc giao tranh ở Bakhmut. Binh sĩ này cho biết Bakhmut giống như địa ngục, cảnh tượng giống chiến tranh thế giới thứ nhất hay chiến tranh thế giới thứ hai. Ukraine bị tấn công bằng đạn pháo, xe tăng và máy bay không người lái của đối phương thả bom xuống cứ điểm. 24 giờ qua, anh phải sơ tán một người bị thương nặng và một thi thể ra khỏi chiến hào. Cách đây hơn một năm, cả binh sĩ này cùng nhiều binh sĩ Ukraine khác đều là dân thường. Sau khi xung đột nổ ra, họ đã tình nguyện tham chiến. Ở độ tuổi từ 20 đến 60, những người lính này cũng từng là luật sư, phiên dịch viên, lập trình viên. Nhiều công nhân nhà máy đã nghỉ hưu cũng tham gia những đơn vị mới. Một sĩ quan khác thuộc Lữ đoàn Phòng thủ lãnh thổ 108 Dnipro cho biết, kinh nghiệm chiến đấu trung bình của những người lính trong lữ đoàn này từ 7 đến 10 tháng. Một số đã từng chứng kiến các cuộc giao tranh, một số người thì chưa, nhưng tất cả họ đều phải chuẩn bị cho trận chiến đầy khó khăn trước mắt. Đến thời điểm hiện tại, cả Nga và Ukraine chưa chính thức công bố tổn thất về binh lực. Nhưng theo ước tính của Mỹ, số binh sĩ thương vong của Ukraine vào khoảng 100.000 người, thậm chí thực tế còn có thể cao hơn, lên đến 120.000 người. Còn Nga vào khoảng 200.000 trường hợp thương vong. Chính phủ Ukraine hồi đầu tháng 4 đã ban hành một số quy định mới cho phép các trung tâm tuyển dụng gửi giấy gọi nhập ngũ đến tất cả các khu vực trên khắp đất nước. Khác với trước đây, chỉ có nam giới trong độ tuổi từ 18 đến 60 nhận được giấy triệu tập. Ukraine đã phát động đợt tuyển quân lớn vào mùa đông, dán áp phích và quảng cáo trên khắp đất nước, kêu gọi người dân gia nhập lực lượng vũ trang, các đơn vị cảnh sát và lữ đoàn bảo vệ lãnh thổ. Kiev cũng thành lập nhiều đơn vị tấn công mới với quân số 40.000 người để chuẩn bị cho cuộc phản công. Nhưng các quan chức Ukraine cho rằng con số này vẫn chưa đủ. Ông Andrey Sibiha, phó chánh văn phòng của Tổng thống Zelensky cho biết, chúng tôi đang ở trong thời điểm quyết định, chúng tôi cần phải đạt được thành công và không thể mắc sai lầm. Trong khi đó, Nga đang nỗ lực củng cố hệ thống phòng thủ tại những khu vực mà Nga đang kiểm soát. Ngoài ra, Ukraine cũng có thể tiến về phía nam và giành lại thành phố chiến lược Melitopol, một trung tâm hậu cần quan trọng của các lực lượng Nga, vốn là một phần của cây cầu đất liền nối lục địa Nga với bán đảo Crimea. Để tấn công Melitopol, quân Ukraine có thể vượt sông Dnipro từ hướng nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia hoặc đánh dọc theo con đường E-105-M18 từ thành phố Zaporizhia ở phía bắc, cách Melitopol khoảng 170 km. Việc chiếm lại thành phố này sẽ làm suy yếu khả năng tiếp tế của Nga và cắt đôi vùng lãnh thổ mà Moscow đang kiểm soát. Nhưng cuộc phản công sắp tới của Ukraine được cho là sẽ vấp phải nhiều thách thức lớn. Ngoài vấn đề nhân sự, quân đội Ukraine cũng đang bị thiếu vũ khí và đạn dược. Các loại phương tiện và vũ khí mà phương Tây cung cấp cho họ không đủ để đối phó với Nga. Vấn đề lớn nhất đối với Ukraine là cạn kiệt đạn pháo. Để ngăn chặn Nga, các binh sĩ thuộc quân đội Ukraine phải tấn công không ngừng nghỉ, nhưng kho dự trữ đạn dược có hạn. Chỉ huy đơn vị máy bay không người lái Ukraine cho rằng quân đội Nga đang bắt đầu thích nghi với chiến thuật của Kiev. Ông cho biết họ đang tìm ra các biện pháp để chiến đấu tốt hơn, họ học hỏi từ những vấn đề và rút kinh nghiệm từ những sai lầm đã mắc phải. Giới phân tích cho rằng Ukraine cần phải nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu để đạt được mục tiêu đẩy lùi Nga trên chiến trường, giành lại các vùng lãnh thổ đã mất và xoay chuyển cục diện cuộc chiến theo hướng có lợi cho họ. Tuy vậy, các tài liệu tình báo bị rò rỉ của Lầu Năm Góc lại đưa ra những đánh giá thiếu lạc quan về khả năng của Kiev trong việc giành lại các mục tiêu đề ra, ngay cả khi phương Tây tiếp tục cung cấp các loại vũ khí tiên tiến cho nước này. Một tài liệu dự đoán tình hình chiến trường ở miền đông Ukraine sẽ tiếp tục bế tắc trong năm 2023. Một số quan chức Ukraine cho rằng nguy cơ mà nước này phải đối mặt trong những tháng tới là sẽ rất lớn. Họ lo ngại nếu cuộc phản công thất bại hoặc nếu Ukraine chỉ giành lại một số ít vùng lãnh thổ rơi vào tay Nga thì các nước phương Tây sẽ gây sức ép, buộc Kiev phải đàm phán với Moscow.